Hương ớt chín xu mới, bùng vị phở bún miến. Anh Isaac là từng trải, còn em là thanh niên đang đau khổ trong tình yêu. Oh my god. Em là đang trải. Em đang đau khổ. Đang thất tình. Đang đau khổ hiện tại luôn. Đang đau khổ. Em đang đau khổ và đã vượt qua được giai đoạn này. Vừa vượt qua. Nên là bài hát này dành cho cho Phúc. Ok, em nên chiêu đùa với tình cảm người ta một tí. Wow. Ý tiên vậy đó, đúng trời không? Trời ơi, bad boy. Đúng gì? Không? Đúng không? Ý tiên là vậy đúng không? Trời ơi. Có gì đấy? Ủa, có vẻm đúng không? Có vẻm đúng không? Không có vẻm chị ạ. Ủa, sao nãy nghe nói anh giác mù? Không có vẻm mà chỉ có em, Vẻm là gì đây? Nó thả thính vào châu. Cái gì hả? Lần đầu tiên trong đời mà em thấy nó thả thính đó. Mùa xuân hoa nở là vì nụ cười của Hoa. Ui, Phúc ơi. Vẫn tiếp tục kìa Hoa, sao em cứ cổ vũ em ấy vậy? Chắc mình phải cười một cái chứ em nó không ngừng đâu. 2, 3.